Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Chúc quý bà con và các bạn. Thưa quý bà con, ngành lúa gạo của nước ta đang có yếu tố thiên thời và địa lợi. Việc thời tiết thuận lợi đang tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp của Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh. Song song đó là tình trạng hạn hán kéo dài tại Trung Quốc đã làm cho sản lượng niên vụ 2021-2022 của nước này giảm 2%. Theo đó thì Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhập khẩu thêm 6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2022 và 2023. Trong khi đó thì lượng tồn kho tại Philippines giảm do điều kiện diện tích gieo trồng bị tàn phá bởi bão Noru và vấn đề chi phí phân bón tăng cao cũng dẫn đến việc Philippines gia tăng nhập khẩu gạo. Tiếp theo sẽ là bảng giá lúa gạo trong nước hôm nay như sau. Giá lúa gạo tại khu vực Kiên Giang và Bến Tre IR50404 6.000 đến 6.200 đồng một ký, OM380 6.000 đến 6.200 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM5451 6.100 đến 6.200 đồng một ký, OM18 6.300 đến 6.500 đồng một ký, Nàng Hoa Chín 6.500 đến 6.700 đồng một ký, RVT 6.800 đến 7.200 đồng một ký, lúa Nhật 7.400 đến 7.700 đồng một ký, ST21 6.700 đến 6.900 đồng một ký, ST24, ST25 7.100 đến 7.300 đồng một ký, OM2517 6.800 đến 7.000 đồng một ký, Jasmine 6.400 cho đến 6.500 đồng một ký. Tiếp theo sẽ là giá lúa tại khu vực An Giang như sau. Đài Thơm 8 6.700 đến 6.800 đồng một ký, OM18 6.600 đến 6.800 đồng một ký, Nàng Hoa Chín 6.800 đến 7.000 đồng một ký, IR504 6.200 đến 6.300 đồng một ký, OM5451 6.400 đến 6.500 đồng một ký, Nếp tươi An Giang 5.900 đến 6.300 đồng một ký, nếp tươi Long An 6.700 đến 6.800 đồng một ký, nếp khô Long An 9.000 đến 9.200 đồng một ký, nếp khô An Giang 8.400 đến 8.500 đồng một ký, gạo nguyên liệu 9.100 đồng một ký, gạo thành phẩm 10.100 đồng một ký, tấm 9.000 đồng một ký và cám ở mức là 7.700 đồng trên 1 kg. Tiếp theo sẽ là giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng như sau. OM380 6.300 đến 6.400 đồng một ký, Jasmine 7.100 đến 7.300 đồng một ký, IR50404 6.000 đến 6.200 đồng một ký, OM4900 6.400 đến 6.500 đồng một ký, OM5451 6.100 đến 6.300 đồng một ký, OM18 6.300 đến 6.500 đồng một ký, Tài Nguyên 6.800 đến 7.100 đồng một ký, RVT 6.800 đến 7.100 đồng một ký, VNR20 6.400 đến 6.600 đồng một ký, ST24 6.800 đến 7.000 đồng một ký, ST25 7.000 đến 7.100 đồng một ký. Tiếp theo sẽ là giá lúa tại khu vực Cà Mau như sau. Đài Thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký, IR50404 6.100 đến 6.300 đồng một ký, OM4900 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM5451 6.100 đến 6.200 đồng một ký và OM18 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Nàng Hoa Chín 6.600 đến 6.700 đồng một ký, RVT 6.900 đến 7.200 đồng một ký, ST24 6.900 đến 7.100 đồng một ký, ST25 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Tiếp theo sẽ là giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long như sau. IR50404 6.100 đến 6.300 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM5451 6.100 đến 6.200 đồng một ký và OM18 với mức giá là 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Tiếp theo sẽ là giá lúa tại khu vực Hậu Giang và Cần Thơ. OM380 6.000 đến 6.200 đồng một ký, IR50404 6.100 đến 6.300 đồng một ký,
Nàng hoa chín 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Đài thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM 5451 6.200 đến 6.400 đồng một ký. OM 18 6.300 đến 6.500 đồng một ký. ST21 6.900 đến 7.100 đồng một ký. ST24 ST25 7.000 đến 7.300 đồng một ký. Jasmine 6.400 đến 6.500 đồng một ký. Japonica 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Tiếp theo sẽ là giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An. OM 380 6.300 đến 6.500 đồng một ký. IR 50404 6.300 đến 6.400 đồng một ký. Đài thơm 8 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM 5451 6.200 đến 6.300 đồng một ký. OM 18 6.300 đến 6.500 đồng một ký. OM 4900 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Nết tươi Long An 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Jasmine 7.100 đến 7.200 đồng một ký. ST25 7.200 đến 7.300 đồng một ký. Nàng hoa chín 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM 4900 6.200 đến 6.600 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.